Vâng, xin chào các bác đam mê chăn nuôi dê. Thì hai em mình lại tiếp tục đi chặt cây bắp về cho dê. Đó. Chào các Đây bác. là cây bắp này nè. Cây bắp này thì nhân cũng nó đang chuẩn bị già nhân rồi. Đó, như bắp này là bắt đầu ủ là ngon rồi nè. Đó. Ở đây thì mình chủ yếu là mình chặt để ủ. Mà đợt này thì do mưa quá này. Nên cũng chặt ít bắp cho dê nè. Thì dê ăn cây bắp này rất là mập. Thì cái này là dê chúng nó, cái này mà chúng ta xay ra thì dê nó ăn hết luôn, nó ăn rất là mạnh. Đó, cây bắp này là dinh dưỡng nó rất là cao, từ hạt đến thân, rất là phù hợp để chăn nuôi dê. Đó, thì đất này chúng ta có thể trồng thêm. Đây như giờ mình chặt cái đám này xong rồi mình lại chuẩn bị trồng tiếp, cứ xen kẽ liên tục vậy đó thì nó giảm chi phí mua cám cho dê thì nuôi mới hiệu quả. Để đợt này giá cám dê lên rất là cao thì cần phải sử dụng những cái thức ăn. À, hiện có ra mà chi phí thấp rồi mình sẽ đầu tư nuôi sẽ hiệu quả hơn. Đây là cái đám bắp mà mình chuẩn bị cũng sắp chặt được rồi này. Ở này là mình trồng sen sen ra, cái đất này mình cứ trồng sen thôi. Đó, ăn hết đám này rồi đám khác vậy đó. Đó, ở dưới kia thì mình trồng cỏ, dưới cái đám dưới kia là để trồng cỏ. Ở đây là mình trồng sen vườn trái cây. Đó, cái đám ở dưới phía dưới kia kìa. Đó, thì dưới trên kia là mình trồng cỏ, cỏ xạ. Đây mới chặt có hàng nhỏ mà được ôm to rồi. Này là về là xay cho ăn được hai bữa luôn. Bữa sáng và chiều luôn. Này là mình chặt hai bó rồi. Ở đây là một bó ở ngoài đằng trước, một bó nữa là đủ cho dê ăn hai bữa. Đó, giờ bắt đầu mình sẽ lấy cái này về xay cho dê. Đây là cái bắp mình đem về đến đây, anh em mình sẽ xay ra, xay nhuyễn ra để cho dê ăn. Này bật bật máy lên, đây máy máy băm. Đây là cái bắp mà mình vừa xay xong này. Đó. Nó vừa cây bắp vừa cả hạt bắp này. Đó, dê này cho dê ăn thì rất là bổ này. Thì có cây bắp không thì nó không có dinh dưỡng. Đây nó có cả hạt bắp xay này. Đó. Đây, hạt bắp này thì dinh dưỡng nó rất là cao. Đó, cái này là mình vừa xúc vào mình vừa trộn đều. Cho nó đều hết thì dê nó ăn rất là tốt.